lôi chút tiền lên. Happy birthday chứ bao. Lôi chút tiền lên nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hát hát để Angola, một chín chín, một chín chín, hát để Angola đi. À, parabéns. Quên rồi. Hết vô chơi à? Hết vô chơi rồi. Khách sạn nhiều quá, hết vô chơi, 300 hết vô chơi của Quỳnh Ninh, Quang Linh. Hết vô chơi rồi, hết vô chơi rồi. Sạch lên cho 199 mà. Hết vô chơi à? Là vô chơi riêng của anh Tiến. À. Dạ, vô chơi riêng của công ty Quang Linh Global. Mừng sinh nhật anh Tiến, tri ân cho mọi người ạ. Mọi người ơi, vào ăn đi. Mọi người ơi, vào ăn đi. Không ăn được, cái đó có ăn 191, được. 191, 30 lọ. Gì là 30 lọ đây? Đây, còn là xuống 199 rồi cả nhà mình nhá. Xuống 199, xuống 199 rồi nhá. Đấy, trời ơi, nó mới sốc đi. 350k còn 199. Quá hời, quá sốc. Bao nhiêu nữa? Còn 50 suất anh ơi. Còn 50 suất, hồi hồi, nhanh mọi người ơi. Dầu gội công nghệ sinh học thì mới phát triển ở Việt Nam từ năm 2021 cho đến nay. Còn dầu gội hữu cơ thì mình đã